nhằm giúp những phạm nhân sắp mãn hạn tù ổn định tâm lý, đồng thời trang bị hành trang cần thiết để giúp họ sớm tái hòa nhập cộng đồng. Thời gian qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các trại giam đóng trên địa bàn để tổ chức các buổi tư vấn, tuyên truyền chính sách đào tạo nghề, phổ biến kiến thức pháp luật mới ban hành trong thời gian họ bị cách ly ra khỏi xã hội. Tại buổi tư vấn, các phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong án phạt tù đã được các chuyên gia tâm lý, luật sư và các sở ban ngành phổ biến, quán triệt tư tưởng và tư vấn các chế độ, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước dành cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, tái hòa nhập cộng đồng, như phổ biến các luật mới ban hành, tuyên truyền các tấm gương lầm lỡ, biết vươn lên trong cuộc sống, đồng thời đặt ra những tình huống có thể xảy ra và cách ứng phó tốt nhất khi các phạm nhân bị cách ly khỏi xã hội một thời gian dài như bị kỳ thị, bối cảnh và nhịp sống xã hội thay đổi. Trại mà tổ chức những chương trình như vậy thì bản thân tôi và tôi nghĩ các bạn tôi cũng thấy rất là vui. Thứ nhất là mình có được một ngày nghỉ để thư giãn và được nghe những cái chương trình này, nó kích thích cái tinh thần mình lên, thấy người mình nó sảng khoái. Thì cũng mong muốn là cải tạo rồi tốt, rồi thời gian nó trôi nhanh, rồi mình được về đời với con cái mình thôi. Trong thời gian chấp hành án thì cũng có nhờ sự quan tâm của ban giám thị và hội đồng giám mục thì cũng cho chúng em học học nghề. Như em thì được lại được học nghề là em có chứng chỉ là nghề may chơi đan. Em mong muốn là sau này về đời thì cũng được xã hội và gia đình đón nhận thêm cách tích cực hơn. Mong muốn sau này và đời cũng có công ăn việc làm ổn định để không đi vào vết xe đổ nữa. Không chỉ có các buổi tư vấn trước, trong và sau thời gian các phạm nhân thi hành án phạt, các cơ quan chức năng địa phương vẫn luôn đồng hành cùng các phạm nhân trong công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, chính sách hỗ trợ vay vốn sản xuất, xuất khẩu lao động, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn. Sở Lao động cũng đã cung cấp đến để tuyên truyền, cung cấp các cái địa chỉ đào tạo đáng tin cậy và cũng những cái đơn vị mà giới thiệu việc làm cho cái đối tượng này để họ tìm được cái việc làm phù hợp. Để mà các cái phạm nhân sau khi chấp hành xong án phạt tù ra tái hòa nhập cộng đồng thì có cái cơ hội tìm được việc làm hay là được đào tạo nghề phù hợp với lại cái khả năng, điều kiện, hoàn cảnh của mình để tránh bị tái phạm. Bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, những người lầm lỡ, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cũng rất cần sự dang rộng vòng tay đón nhận và hỗ trợ từ gia đình, người thân và xã hội để giúp họ vượt qua những mặc cảm, nỗ lực vươn lên làm người có ích. Hạ nhiệt tỷ giá hay là bình ổn thị trường vàng là hai trong số rất nhiều vấn đề nóng của ngành ngân hàng được dư luận đặc biệt quan tâm trong thời gian vừa qua. Tại cuộc họp báo kết quả hoạt động ngân hàng quý 1 năm 2024 được tổ chức vào sáng nay, Ngân hàng Nhà nước đã thông tin về các vấn đề này. Tình hình địa chính trị trên thế giới có nhiều biến động khiến đồng nội tệ của nhiều quốc gia mất giá khá mạnh, từ khoảng 3% đến 9%, kể cả các nước có nền kinh tế mạnh. Việt Nam cũng không thể nằm ngoài vòng xoáy này, tỷ giá đã tăng gần 5% so với đầu năm. Và hôm nay thì tỷ giá đô la Mỹ so với Việt Nam đồng đã tiếp tục tăng kịch trần. Trước tình hình này, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, với nguồn dự trữ ngoại hối hiện nay thì có thể sẵn sàng can thiệp tỷ giá nếu có diễn biến bất lợi. Chúng tôi cũng sẽ có những cái biện pháp điều chỉnh bằng công cụ của mình. Trước hết là cái công cụ điều hành cái tỷ giá trung tâm. Và thứ hai nữa cũng vẫn đảm bảo những cái nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của tất cả các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp ngoài nước, để phục vụ tốt cho cái việc lưu chuyển những cái dòng vốn ra vào theo cái yêu cầu của cái đầu tư nước ngoài. Thế và trong trường hợp cần thiết thì chúng tôi cũng có thể sử dụng cái nguồn ngoại tệ của quốc gia, cái đó là cái nguồn dự trữ ngoại hối để có thể can thiệp tỷ giá để đảm bảo được cái tỷ giá như cái mong muốn cũng như cái mục tiêu đặt ra. Một vấn đề khác cũng được dư luận đặc biệt quan tâm là sóng trên thị trường vàng. Nhận định then chốt của thị trường vàng hiện nay nằm ở hai vấn đề là tăng cung và chính sách. Tại buổi họp báo, ông Đào Xuân Tuấn, vụ trưởng vụ quản lý ngoại hối cho biết, để tăng nguồn cung thì Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức đấu thầu vàng miếng ngay từ tuần sau. Ngân hàng Nhà nước cũng đã trong thời gian qua thì đã có sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng về công tác đấu thầu vàng miếng SJC, là cái vàng mà Ngân hàng Nhà nước đã có sản xuất và đã có sẵn ở trong kho. Hôm nay tôi cũng thể thông báo luôn là ngay trong chiều ngày hôm nay thì Ngân hàng Nhà nước sẽ thông báo cái chủ trương đấu thầu đến cho 15 tổ chức tín dụng và doanh nghiệp là những cái đơn vị đã có đủ điều kiện tiến hành ngay trong ngày thứ hai tuần tới.
là sẽ tổ chức đấu thầu. Đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết hiện đã cho phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ để tăng cung. Cơ quan này cũng đã có tờ trình chính phủ dự thảo sửa đổi nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng miếng hiện đang được lấy ý kiến rộng rãi của các bộ ngành. Thời điểm này có phải là những ngày cuối cùng của độc quyền vàng miếng hay không? Câu hỏi này thì vẫn còn bỏ ngỏ, thế nhưng mà cơ quan quản lý là Ngân hàng Nhà nước thì đã có những cái giải pháp khác để bình ổn thị trường. Cơ quan quản lý thì đã sẵn sàng vận hành lại nghiệp vụ đấu thầu vàng sau 11 năm tạm dừng. Ngay trong chiều nay thì sẽ gửi thông báo đến 15 đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu thầu. Thêm nữa là cũng có thể tiến tới nhập khẩu vàng nguyên liệu với một khối lượng nhất định. Các phương án can thiệp thị trường để bình ổn thị trường, để tăng nguồn cung vàng, Ngân hàng Nhà nước thì đã chuẩn bị sẵn sàng. Vấn đề còn lại chỉ là thực hiện, triển khai như thế nào. Thưa quý vị, mặc dù quy hoạch chi tiết dự án công viên Nghĩa Trang Yên Kỳ mở rộng ở huyện Ba Vì, Hà Nội đã được phê duyệt từ 13 năm trước, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì dự án vẫn còn nhiều vướng mắc khiến cho công tác giải phóng mặt bằng chưa thể hoàn thành. Điều này khiến cho cuộc sống của hàng chục hộ dân ở hai xã Phú Sơn và Thái Hòa, huyện Ba Vì bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đi không được mà ở cũng chẳng xong. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Mặc dù đã ký hết vào các giấy tờ liên quan tới thủ tục đền bù để dành đất cho mở rộng Nghĩa Trang Yên Kỳ, thế nhưng hơn 7 năm qua, gia đình anh Thành vẫn không nhận được tiền để di rời đi nơi khác. Nhà cửa xuống cấp, ô nhiễm nguồn nước khiến cuộc sống gia đình anh lâm vào cảnh bế tắc, đi không được, ở cũng chẳng xong. Ngập quá thì không chịu được, đi hỏi ở nhờ trong làng. Nhưng bây giờ gia đình người ta cho con ở riêng thì tôi phải giả đất cho người ta để tôi về đây tôi ở. Thì tôi đi vay đấy thật. Có lúc tôi vay cả 5.000 thì tôi tu sửa lại cái nhà. Cuộc sống của tôi nó khổ lắm. Ô nhiễm nguồn nước, không làm được cái gì, không chăn nuôi được. Mà cái dự án nó cứ chết thối. Cách đây phải hơn 10 năm nay rồi. Người dân tại hai xã Phú Sơn, Thái Hòa cho biết các hộ có đất nằm trong dự án đã được kiểm đếm và phân theo từng đợt để nhận tiền đền bù. Nhưng chỉ 2 năm sau, việc chi trả đền bù bỗng nhiên dừng lại. Còn chủ đầu tư là tập đoàn xây dựng Bình Minh vẫn tiến hành san lấp mặt bằng, bao gồm cả nhà cửa, ruộng đồng của người dân, khiến họ rơi vào cảnh khốn đốn. Họ có quyết định thu hồi 5 sào. Thế nhưng hiện nay lúc ấy năm 16 mới trả tiền cho tôi được hơn 400 bạc, tức là được hơn 1 sào tí. Thế còn lại là gần 4 sào là coi như là không sản xuất được, mà không làm gì được nữa. Ruộng tôi dưới kia đấy, cánh đồng giữa cánh đồng nghiêng nấp bằng đi rồi. Đối với đơn vị chủ đầu tư thì cũng chưa chi trả cho dân. Nên từ đó thì gây ra một số những cái bức xúc trong nhân dân. Mà đối với nhân dân thì cũng đã có ý kiến với ủy ban rất nhiều lần. Ở ủy ban xã thì với cái trách nhiệm là chúng tôi cũng làm tờ trình lên huyện và huyện cũng làm tờ trình lên thành phố. Bên cạnh đó thì nó cũng chưa giải quyết được dứt điểm. Cho nên cái việc mà nhân dân có ý kiến đấy thì nó cũng hết sức chính đáng. Lý giải về việc này, đại diện Trung tâm Quỹ đất huyện Ba Vì cho biết, do một số vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng nên dự án đã quá thời hạn thực hiện và cho tới nay vẫn chưa được Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục gia hạn. Mọi công việc liên quan đến chi trả tiền cho người dân vẫn dậm chân tại chỗ. Đến năm 2019 thì là thời gian thực hiện dự án đã hết. Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì cũng phối hợp với lại các sở ngành cùng đồng hành với lại nhà đầu tư là tập đoàn du lịch Bình Minh để làm cái thủ tục gia hạn thời gian thực hiện dự án để tiếp tục dự án được triển khai. Tuy nhiên là cũng còn có nhiều mâu mắc. Người dân rất cần các cơ quan chức năng làm rõ dự án có triển khai tiếp hay không. Nếu không được gia hạn thì cần sớm xóa bỏ quy hoạch, có biện pháp phục hồi lại mương máng tưới tiêu để người dân tiếp tục sản xuất.